bây giờ che xe xua ti, giờ một tay đặt đây, tay đặt đây, một tay kéo này, cái tay này, tay kéo này thì sẽ kéo về hướng đằng này, kéo đằng này, cái tay này, tay đặt ở đây thì sẽ kéo về hướng đằng này, hai cái kéo vào nhau, đây, đây mở như này. Rồi. Lưu lại hướng dẫn đấy là còn cái này ví dụ mà sau khi một sắp tới rồi sau một thời gian mà anh đi như lúc anh bảo 2-30 cây anh thì anh bấm cho em giữ chết cái nút này tầm 20 giây đây em đóng cửa, anh đóng cửa và nghe cho nó rõ. Anh đóng cửa giữ chết cái nút này tầm 20 giây bao giờ nó píp một chàng dài để em giữ thử anh nghe này, đầu tiên như này nghe nó kêu rồi. Đấy, nó tít một chằng dài như này. Đấy, anh nhả tay ra. Thì khi lần đầu anh mở ra khởi tạo á, nó sẽ chạy khuỵch như lúc nãy mà anh bảo anh vì sao nó chạy khuỵch một cái đấy. Đấy, nó chạy khuỵch này. Đấy. Bởi vì nó chạy để nó đếm hết số vòng. Thì từ lần sau nó sẽ căn cứ vào đấy để khi gần hết hành trình của nó sẽ chạy chậm lại và nó sẽ dừng lại. Đấy. Đấy, không kịp đâu, rất êm. Ok. Còn tra dầu mỡ đi đây. Cái khe này anh tra cho em. Và Barbie hiện tại. Chỉ đơn giản thế thôi. Riêng chìa khóa quay.